mến, chào mừng các bạn đến với Top Sun Hàn, và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Vào ngày 10 tháng 3, thì Mnet xác nhận IZONE sẽ tan rã vào tháng 4. Mnet cho biết đã thảo luận với từng công ty quản lý để tìm ra con đường tốt nhất cho 12 thành viên. Kết quả cuối cùng là nhóm sẽ tan rã theo đúng lịch dự kiến chứ không gia hạn thêm hợp đồng dự án. Các cô gái IZONE sẽ trở lại công ty chủ quản sau khi tan rã và tiếp tục hoạt động cá nhân. Việc IZONE tan rã là điều được dự đoán trước vì nhóm chỉ là một girl group dự án được thành lập từ sơ tuyển chọn Poryu 48. Thời gian hoạt động có giới hạn. Concert chia tay cuối cùng của IZONE là One The Story sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 3 dưới hình thức online. Nhiều người tỏ ra hả hê khi nghe tin IZONE tan rã, thậm chí cho rằng nhóm nên làm như vậy từ sớm. IZONE bị công chúng quay lưng do scandal gian lận phiếu bầu của series show Sống Còn Poryu, vị trí của một số thành viên đáng ra thuộc về người khác. Bên cạnh đó thì cũng có một bộ phận người hâm mộ tiếc nuối khi IZONE phải tan rã dù đang có những thành tích ấn tượng cả về mảng nhạc số lẫn doanh số bán album. Nhưng fan của Chang Wonjong lại đang ăn mừng vì IZONE sẽ không tiếp tục hoạt động. Họ cho rằng nữ idol chịu nhiều thiệt thòi trong nhóm dù là center. Chang Wonjong debut với vị trí center nhưng thường xuyên bị cướp vị trí một cách vô lý trong các hoạt động của nhóm. Nữ idol nhiều lần không được đứng vị trí trung tâm khi chụp ảnh nhóm, thời lượng lên hình trong MV hay vị trí đứng trình diễn cũng không xứng đáng với vai trò center. Fan nhiều lần chỉ trích công ty quản lý vì đối xử bất công, cố tình dìm Wonjong để những thành viên khác tỏa sáng. Việc Chang Wonjong ký hợp đồng với thương hiệu Miu Miu nhưng khi chụp ảnh tạp chí thường xuyên phải đính kèm Kim Min Ju khiến người hâm mộ bất mãn. Sau nhiều lần lên tiếng đòi công bằng mà không có kết quả, fan của Chang Wonjong hy vọng IZONE sớm tan rã để nữ idol trở về Starship debut trong một nhóm nhạc mới. Theo nội dung của tờ báo Hàn, thì thành viên Sakura cho biết cô sẽ ký hợp đồng độc quyền với Big Hit Entertainment sau khi hoạt động với IZONE kết thúc. Trước đó, cô đã thông báo kế hoạch này với các thành viên trong công ty và nhận được sự ủng hộ cao. Nhiều khả năng sự xuất hiện của Sakura sẽ mở đường cho nhóm nữ mới được quản lý dưới trướng của Big Hit. Chúng mình là Top Sun Hàn và cảm ơn bạn đã theo dõi video này, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!